Đây, giới thiệu với toàn thể quý vị và các bạn, cây này là cây khế gân. Đó là dòng khế gần mình đây anh nhé. Đó là dòng đắt nhất của các loại khế gần đấy. Khế gân này là thường là khế chua đúng không em? Nó là khế chua, nó không có ngọt rồi anh. Nhưng mà bình thường cái khế gần này là ít cho đeo quả. Bởi vì đơn giản là nếu đeo quả nhiều gần nó yếu, không an toàn. Vừa anh bảo cái cờ thì tởi qua chỗ thì có tí thế này. Cây khế này thì em cũng nói luôn là nó cũng là làm rất là cẩn thận. Lâu lắm anh nhìn cái tay một nơi đấy đúng không, tay một nó lực như thế này mà cười cũng là rụt rịt anh ạ. Tổng thể thì em nhìn nó là cuộn mắt vừa nhìn. Cây này đẹp hả? Vâng, chiều cao của cây thì có 65 rồi ạ. Chiều cao 65. Vâng, chiều cao là 65 mà tán ngang ấy thì là 1m05. Hoành thon ở đây là 48. Tám đấy. Vâng, nhưng mà cái cây đây thì không phải cây to. Nếu mà ở trên hẳn trên đây đi thì còn nó 38 rồi ạ. Đó, hẳn đây là 38 này. Tay 1 người em đều là 22, tay 2 là 19. Cũng là cái hàng làm ký rồi nhỉ. Cái này chắc trên chậu cũng rất lâu rồi đấy. Vâng. Cái nơi thì giá của nó là 23 triệu anh ạ. 23 triệu quý vị ạ. Thử giá cái hàng thì em tuyển đó là hàng da và hàng thành phẩm. Đôi khi cây okay, này chỉ được chơi thôi. Đôi khi sợ các bác cũng bảo kêu ở đất đó. Nhưng mà em cũng muốn nói là tin là của ý. Nhìn cái cây đó đẹp. 23 triệu. Bạn An bạn ấy bán ship toàn quốc. Wow. Hôm nay là đầu xuân năm mới. Bạn ấy free ship luôn á. Vâng, wow, em bảo ship ạ. Quý vị và các bạn có nhu cầu thì cứ alo cho em An đây. Vâng. Đây là Mai Chiếu Thủy. Đây đúng là dòng lá lớn ạ. Nu da đen ạ. Nu da đen. Vâng. Nu da đen nó là dòng cái dòng mà nó ưa khí hậu miền Bắc. Còn nó có loại nu hoa cồn nữa thì nó đắt hơn là dòng nu da đen. Nhưng mà em thấy cây những cây này cũng là cây mình nói là về tổng thể hình dáng là đây để về đi. Về mặt này quay cho toàn thể quý vị và các bạn này đấy thì em đứng ở đó một cây Mai Chiếu Thủy nu da đen. Chiều cao của cây từ mặt trời đến đỉnh ngọn là 1m1 ạ. Tán ngang là 1m6. Khoanh thân ở vị trí là 34, còn khoanh bê là 1m30, 1m30, 1m40. Rồi anh giúp em quay. Chỗ này cành này em vừa cắt đi hay là? Vâng, em vừa cắt, nó có một con tử. Thế nhưng mà em cảm thấy là không nó hợp lý. Bởi nó bị kiểu gối lên nhau thì cái con tử nó không khỏe. Mà em thấy cắt đi không ảnh hưởng đến cây. Còn em nói luôn là cái cây này thì có thể tháo rời, nhưng mà khi vận chuyển thì em yêu cầu vào rời để cho nó an toàn. Đúng rồi. Thế thì vào dây khi vận chuyển thì để nó giữ được, nó không còn bị gãy. Còn cây như ra thì em cứ ai thích nó như ra thì có thể uốn lại là vô tư. Đúng thoải rồi. Mái còn không thích thì khoảng độ 2 tháng 3 tháng sau là lại có thể ra. Tháo rời. Đúng còn cây là cây cắt vào con tử kia thì nó là một cây hoàn thiện. Chẳng phải làm gì thì răm mụn có nhiều. Cái này em báo giá cho khán giả là 46 triệu ạ. 46 triệu. Còn em nói là cái này nếu mà ship ấy, thì chắc phải là 4-5 triệu bắt thôi. Cái này to. Cái này to. Đóng thì đóng thùng cũng hay ngăn ngán á. Cái này nó to. Cái này phải đóng thùng gỗ. Vâng. Rồi, rất là cảm ơn anh. Dưới này cũng là một tác phẩm Mai Chiếu Thủy. Và cũng là dòng lá lớn ạ. Tại vì em cũng khá là kén chọn trong cái dòng cười làm sao khách hàng chơi được khỏe và được tốt ấy, thì người ta chơi nó mới sướng. Cái nơi thì nó cao 50 anh ạ, tán ngang là 60, hoành thon ở sát tay 1 là 41 ạ.
Em báo giá 13 triệu. 13 triệu vậy? Vâng. Cái này thì nó là một cái trực bài. Nó có một ưu điểm là có cái xe của nhát cắt lời. Thế nhưng mà em khẳng định là khi mà làm xong hoàn hiện bộ dầm thì nó cũng là lúc nó hiện liền rồi. Anh nhìn nó bờ, cái giống bài chiếu thủy nó bờ thì kinh lắm, nó bờ rất nhanh. Còn nhát bên nơi thì anh xem là nó đã liền rồi, nhát tay bên nơi thì liền, liền tít rồi. Đấy, liền lâu rồi. Thế còn cái cời mài chiếu thủy nơi thì nó bây giờ đấy, anh bảo cút tay thì xong rồi, bơ phải nuôi thêm bộ dầm. Nơi mà nuôi được thành phẩm phải mất 2-3 năm nữa. Thì thả hồ cái vết xèo bằng ngón tay thả hồ liền theo ấy. Bị thì cũng chảy 4 mật 24 giờ. Đấy. 13 triệu. Quý vị và các bạn có nhu cầu thì cứ giao lưu với cả em An đây. Vâng, còn bên cạnh đây một cái hồ Ngọc Mai ạ. Hồ đây. Ngọc Mai. Vâng, cái cây nơi thì em cũng phải báo là 1 triệu 9 ạ. Nó cũng to anh ạ. Cái này gốc hành này. Vâng. Cái nơi mà nên cái chỗ khá là nhìn nó lại khác á. Đây là đang để tạm đây thôi đúng không? Vâng. Còn đây tiện thì quay luôn. Ừ. Đôi khi thế vận chuyển đây còn nữa là vớ chỗ anh ạ. Còn nhiều lúc cũng vớ chỗ á. Về mua cái chỗ vài 300 thôi. Chỗ vâng. Là đẹp lên ngay mà. Vâng. Ở đây em báo 1 triệu 9. Ừ. Rồi. Tiếp theo là cây gì? Cây gì không thấy lá này? Cây me anh ạ. Me à? Vâng. À. Không thấy lá liếc gì. Rồi, 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 em vừa bật lá bởi vì cái giống mà cái mua đồ nó hành khô á. À. Nó cái lá nó cũng vàng úa em phải vuốt mở. Ừ. Thì em cũng cứ đảm bảo với khách hàng của em là cây đảm bảo sống khỏe, an toàn với chủ. Ừ. Còn nếu có vấn đề gì thì em chịu trách nhiệm. Cái me thì với chiều cao là 16 ạ. Tán ngang 62, hoành thân là 22. Em xin báo giá là 6 triệu ạ. 6 triệu cây me này. Vâng, cây của em ấy. Cây thì... này em vừa tháo dây lâu phết rồi anh nhỉ, tháo lâu phết. Tháo dây lâu rồi. Ừ. Chỉ có vừa vụt lá thôi. Ừ. Còn vài cái dây là chẳng qua mình cảm thấy tan của nó không cân đối thì mình bẻ lại thôi chứ không phải là cây non. Nói chung em tuyển cây tương đối là toàn cây già anh ạ. Anh cứ xem nước cây em tuyển nó có phải tương đối là già, còn nếu mà cây mà còn phối thì phải là đẹp hoặc là phải rẻ thì mới mua. Ok, chuẩn em. Cái lộc vừng. Vâng. Cây này ra hoa chưa? Có hoa rồi anh ạ. À. Nếu mà khách nào mà muốn xem thì có thể gọi cho em rồi em sẽ gửi ảnh nhá. À, mùa hè rồi là có hoa. Cây này thì em báo ra 4 triệu. Cái này cao. Cao khoảng hôm trước em đợi cao khoảng 80. Ừ. Ngang khoảng 90 nhân. Hoành thân 30 ạ. Đấy, 4 triệu. Cái này về thay cái chậu đi, thả nước cũng được. Vâng. Đúng không? Vâng, em đang thả nước đấy mà. Đấy. Về thay chậu thả nước thì tuyệt vời. Thực tế anh xem ấy, cười cái tay nơi của nó hai mới á. Tức là những cái cây này nó đều là cây rất là già. Tay một to. Để mà làm được những cái tay như thế này rất là lồ. Còn thì mỗi người mỗi mắt. Em thấy cây này đó. Vì đấy, cái cành này nó khấu đi lâu lắm rồi này. Ờ, nó còn lên hết sẹo rồi. Còn. Đây cũng là mai chiếu thủy. Đây là một cây nu gò công anh ạ. Nu gò công à? Vâng, nó là dòng lá lớn. Lá lớn thì nó có hai loại đất nhớt là lúa cồn và lúa da đen. Lúa cồn thì đắt hơn là lúa da đen. Nhưng mà em thấy đó là cái dòng cười nó như kiểu xanh nam liên với xanh quỳ ấy. Thế nhưng mà thực tế là em cũng vẫn chưa hiểu là nó đắt hơn được cái gì. Nhưng nếu là lòng dòng lúa cồn ấy thì nó nù nhiều hơn. Đấy. Với cả nu gò công nó nu nó tròn. Còn cây nơi của em ấy thì em báo kích thước là chiều cao từ mặt trộn đến đỉnh ngọn là 65 ạ. Tán ngang bên trái sang bên phải là 90 ạ. Hoành thân ở đó là 26. Hoành thân 3 thân đây là 56. Em báo giá 13 triệu bao ship ạ. Cây này thì rất là già, thật sự là cây này già. Đây. Quay gần này, cho quý vị và các bạn xem này, thật sự cây này quá già luôn. Già hết lên tận răm rồi đấy.
Em nói anh nếu mà cười này mà nó không có sẹo nha thì chắc phải giá khác rồi. 30. Thế nhưng bây giờ nó có sẹo à? Còn cười này nó có đến nỗi nào đâu. Mặt sau nó còn cũng chơi được. Mặt sau nó này không có sẹo lại còn liên hơn là cái mặt trước. Thôi không cần xoay đâu. Anh về đằng này anh quay cho khán giả xem. Đấy, đây là mặt sau nha quý vị nha. Và anh xem cái tay này, những cái tay này lực nhá. Tay này nó tay bằng con chân cái á. Nói chung coi em tuyển tương đối là nó thành phẩm phục vụ người chơi mà. Mười mấy triệu nhỉ em nhỉ? 13 triệu ạ. 13 triệu. Mà tiền ship của cái này nó khoảng dưới 1,5 triệu anh nhá. Thế em cố gắng làm sao để báo giá hợp lý nhất có thể. Tại vì cây này nó hơi nặng. Trong này là cây nguyệt quế, trong này là đó là dòng lá xoắn bông chùm, lá nhỏ đó anh. Cũng là xoắn bông chùm à? Vâng. Anh xem là nó có nhiều quả rồi. Còn vì là giờ căn bản là hôm trước lúc mà vận chuyển đó bị kiểu gãy vài cái chi bên trong này. Thế em tỉa hẳn một lúc sau và bây giờ nó kiểu nó xuống lá. Chiều cao là 90 ạ. Tán ngang 1,5 m ạ. Hoành thần ở vị trí là 38 này. Cười đi, cười cực già. Nó đừng cười nào già. Đây là những cái tay mà để con được đối như thế kia là lâu lắm anh. Em báo giá là 26 triệu bao ship. 26 triệu bao ship. Nếu mà ở xa thì em sẽ mở chỗ. Nếu mà ở khu Hà Nội thì em cứ thuê cái xe tải là xong. Nói chung là tùy theo cái cung đường đúng không? Vâng. Cung đường nào gần thì mình thuê xe tải được. Còn xa đi các tỉnh thì như cái nơi nha, em nói mình là nó dài, nó rất là nhìn nó rất nhiều quả, nó nhiều hoa. Cái này xa. Mà em thấy là từ cái bệ đế với cái tay cảnh nó thì hợp lý. Nó là dáng cổ, thích hợp với để trong cái nhà hơ. Cái này dáng cổ. Lăm mồm mà. Đó là lúc nửa hòa thích các mình. Cha Tết. À, đến mùa nó phải độ 2 tháng nữa nó nảy nó mới nói được. Ok em, đây một loạt cây nho nhỏ đây à? Vâng. Nho nhỏ một người bê. Vâng. Cái này nhìn như xoài ấy à em? Cái xoài ấy. Xoài này trồng từ nhỏ đấy nhở? Trồng từ nhỏ vâng. Nên người ta mới uốn như này được đấy nhở? Vâng, cái xoài này làm khi được cơm với anh. Nó làm thành cái đường núi em một cái lò xoài luôn này. Đúng như lò xo. À, em báo 2,2 triệu. Những cái cây là thì cứ quay tương đối bởi vì nó giá nó vừa phải. Đây là cây sung, cây sộp. Sộp 2 triệu. Cây canh gần đối chỗ này của em 350. Cũng chỗ bao... đồng này đấy. Không chỗ bắt trang anh. Bao ship. Đây là một cây me à? Kiều Hùng. Kiều Hùng là cái như cây như nào? Kiều Hùng ấy, bữa đó Kiều Hùng. Cái hoa đó những cái cọng lồng với hoa nó lạ lạ à. Rồi Kiều Hùng. 1,8 triệu. Hôm vừa rồi anh có xem một cái tác phẩm Kiều Hùng ở trong một cái hội nào đấy nhưng mà không nhớ hội. Thấy cũng khá là đẹp. Thấy lần đầu tiên nghe tên nó cũng lạ lạ giờ mới được Kiều nhìn thấy ngoài này. Và có một loại hoa nở thì nó gọi là cái gì nhỉ? 1,8 triệu à em? Vâng. Cái nơi nó phải có hoa cơ, hoa đẹp lắm. Bên trên là một cây sam hương. Đây cây sam hương thì 800.000. Nhỏ nhỏ đấy à? Vâng. Ui, 800.000. Bây giờ những người mới chơi mà ít tiền thì em thấy là hợp lý chứ. Cũng có dáng có thế mà cũng thành phẩm luôn. Tại vì cây nó nhỏ, chơi không gian nhỏ. Vâng. Bên cây sam hương bên cạnh này 2,5 triệu ạ. Trần đấy ở đó cũng được đấy. Nhưng mà nó kiếp nhỉ, một loại me với cả rau má kia nó mọc. Em không thuộc kịp luôn. Kinh người lên được. Đây cũng là sam hương nhỏ đây. Cây cây đây đi. À? Cái đây em không bán anh ạ. Hả? Không bán. Đang làm gì? Không phải, tại vì đó là cái đầu tiên trong sự nghiệp em chơi cây. À. Đó là em 7 năm rồi và em mua có 300 nghìn ở trong chơi bản phúc ạ. Cái này cái bóng nổ thì phải. Vâng. Kỷ niệm. Nghĩ lại thì cười lời cái đồ tiền để có cái vườn như thế này. Cái linh sam ạ. Đây là linh sam 86 hay là linh sam sông hình? Linh sam sông hình ạ. 86 là lá nó nhỏ hơn nhé. Nhỏ hơn à. Vâng. Cái cây này thì em báo giá là
1,5 triệu. Và cái này tay kênh nó có thể tháo rời rồi nhưng mà lười quá, cắm cây quá. Và đấy, anh nhìn cái trang hốc kiến rồi, anh nhìn cái hoa trời nó có thêm nơi mà nó còn nhiều hoa này, hoa nó trắng trắng như nhớt chim mài á, chỉ nó nhỏ thôi. Trà Phúc Kiến dáng thác đổ. Và cái này em báo giá 1,8 triệu. Và anh quay giúp em cái đào thì tỏi tỏi rồi nhá. Đào tiên à? Vâng. Cũng vừa mới bứt lá hết à? Vâng. Tại vì cái giống mua lời mình bứt bứt lá thứ nhất ấy. Xong để xong rồi cho ra quả cho đẹp. Đào thức. Tiên là phải chơi quả đúng không? Vâng. Để cho nó đẹp. À, cái cây này thì chiều này cao 1m3. Ừ. Tán ngang 1m6. Ừ. Hoành thần ở cái thần lớn đó là 62. Ừ. Em báo giá là 25 triệu. Anh giúp em quay ở đằng, đằng kia mặt chính ở đằng kia nặng quá. À, thế à. Mặt chính đằng này lại cho vào trong. Ừ. Ừ, mặt chính đằng này. Nhìn này ưng hơn. Ừ. Ở bên đối diện sang bên kia là có một cái đào thì đang có quả. Xong xoay cái mặt này ra, nhìn mặt này nặng mặt... lắm anh, em cũng một mình. Ồ, quá làm cười mọi người không ủng hộ lắm nên ngại nhừ. Ừ. Lúc nào mà bán được ấy thì có toàn phải phải gọi bạn, gọi bè, có khi không gọi được này, ra chợ người mướn lên phiền. Nào tiện thể cây đào tiên này, quay đó, luôn. Cây đào tiên đây đang có quả đây. Đúng rồi, để gửi tới cho quý vị và các bạn vì là cùng một giống đào tiên. Đấy, để quả như này nhìn có phải đẹp không? Đúng rồi, không? Cái quả là thì được 8 tháng nhìn cây rồi. Ừ. Thế thì lúc mà mang về có làm quả anh ạ. Thế nó dụng mất một quả. Em cắt thêm vào một quả, nó lấy 3 quả rồi. Dạ. Phúc lộc thọ luôn đúng không? Vâng, 3 quả thì một quả ở bên xưa, một quả đằng sau, một quả ở trên ngọn kìa. Đúng không? Đây, một quả bên nách bên này. Bê luôn cả cây này xuống đi ăn này, để đấy. Cứ để tạm đẫn được. Em quay cho khán giả xem luôn. Cây này về mà em giao lưu cho khán giả thì là bao nhiêu tiền cây này? 25 triệu anh ạ. Ừ. Em nói anh nghệ đào tiền thì phải nói là ít người chơi. Ừ. Nhưng mà để mà làm được một cây như thế này không phải là ít thời gian. Ừ. Vừa lùn vừa thấp, cắt ngọn, cắt chuyển như anh xem nha, bao nhiêu nhát cắt xong làm những cái tay nó được như thế nổi lâu lắm. Ừ. Và thứ hai là nó tờ nó nặng nhọc quá, tiền ship nó nhiều. Ừ. 25 triệu em bao ship. Ừ. Đó, tiền ship của đây phải 3 triệu. Ừ. Đấy, quý vị và các bạn có thể thấy là An nói rất là thật luôn. Wow. Mua bán như nào rất là rõ ràng luôn. Thì quý vị và các bạn không phải lo thiệt đâu, hay là không phải lo là sợ em nó mua rẻ bán đắt rồi. Lại... Ông em ấy thì em quan điểm với Minh Lâm kinh doanh ấy, thì cái chữ tín là đứng đầu. Ừ. Bây giờ thời đại mở, nó không phải là có một mình em bán mà rất là nhiều người bán. Rất là nhiều. Nên là em cũng muốn là phải có một cái gì đấy khác biệt một chút. Ừ. Anh quay ở chỗ kia có hai cái bông hoa này. Đó là rồi. Đấy, cùng là một cái đáng để quay vào ấy chứ. Đang ra quả đây đúng không? Còn ở bên đây là có một cái. Ừ. Nó như hoa ngọc ấy thôi. Đấy, nhìn thế nó mới hay chứ. Đấy, hai quả này là ít nữa là độ 6 tháng nữa là to ịch đấy. Đúng không? Cũng chưa biết được nó ra hoa không đâu. Ừ. Anh ạ. Rồi. Nó cũng ra hoa nhiều đấy nhưng mà nó rụng mà. Ừ. Nó không phải lúc nào đổ quả đâu. Hoa rồi, hôm trước nó mới bông ở chỗ này. Thế mà nó cũng rụng đúng không? Ừ, rụng, tại vì em nghĩ là nó cũng chỉ nuôi được ít thôi. Cười thì có tí đất ăn cứ bắt nó nuôi nhiều làm sao chịu được. Rồi, rất là cảm ơn An. Vâng. Video cũng khá là dài rồi, cho nên là tôi sẽ dừng video ở đây.